Đây là cái mạch inverter 1000W. Đây là cái biến áp 1000W này. Đây là mạch inverter 1000W. Nó đang được cấp nguồn 12V từ máy cấp nguồn. Khởi động nhé. Dạng sóng thì đầu ra là giống sin. Sin chuẩn nhé. Tần số là 50 Hz và cái điện áp là 220V. Cái dòng điện không tải của nó chỉ 6W thôi. 0,5A hệ 12V. Và cái công suất tiêu thụ không tải là 6W. Khá là nhỏ. Mình cho tải một cái bóng đèn nhé. Cái bóng đèn này nó ghi là 100W nhưng không biết là công suất thực của nó là bao nhiêu. Đó. Máy cấp nguồn nó tiêu thụ là 92W. Đó. Và cái dạng sóng đổ ra thì vẫn là sóng sin. Rồi. Ok. Hello, do you like this project? You can do it yourself with the help of JLCPCB. I will provide you with the Gerber files and guide you on how to order PCBs from JLCPCB in the most cost-effective way. First, find the link below the video comments. You will see the link to download the Gerber files. Download it to your computer. Next, log into the JLCPCB website and click on Order Now, then, upload the Gerber file and I provide it to you. After that, choose the quantity of PCBs you want and place the order. As you can see, for 10 PCBs of this project, I only spend $14, and of course, it includes shipping fees.
Ở đây mình sử dụng một cái nguồn server đây. Đấy. Nó rất là dài này. Cái nguồn này nó có công suất là 2250W. Với cái dòng ra tối đa là 187A. Ở cái điện áp 12V. 187A. Mình sẽ sử dụng cái nguồn này để cấp nguồn cho cái mạch này. Hiện tại đang gắn một cái bóng đèn này có công suất khoảng 400W. Và đây là cái nguồn server đã được kết nối rồi. Bật nguồn này. Đèn đã sáng. Công suất là khoảng 425W. Mạch chạy vẫn rất là ok, và điện áp ra thì ổn định 220. Tần số thì vẫn là 50Hz. Vẫn chạy ok. Tắt đi. Bật lại. Ok. Đây mình có kết nối nó với một cái máy khoan cập tay. Giờ mình sẽ thử xem là nó chạy thế nào nhé. Chung là chạy máy khoan là ok. Máy khoan máy cắt thì không có vấn đề gì.